mang áo đường lưỡi bò sang Việt Nam. Nhóm du khách Trung Quốc 14 người sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh mới cởi áo khoác để lộ rõ áo thun in bản đồ có đường lưỡi bò sau lưng. Chiều ngày 14 tháng 5, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc một đoàn khách Trung Quốc mặc áo có in bản đồ đường lưỡi bò nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Hiện sở chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chờ kết quả trích xuất từ camera sân bay Cam Ranh để làm rõ vụ việc. Nhóm du khách này đi trên chuyến bay mang số hiệu QZ8889 đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 20:35 đêm ngày 13 tháng 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Aladdin Việt Nam, trụ sở tại thành phố Nha Trang, là công ty du lịch tiếp nhận đoàn du khách của Trung Quốc này. Lãnh đạo công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết đang phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vụ một nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo in bản đồ có hình lưỡi bò khi vừa qua khu vực an ninh của sân bay. Cùng với đó, đơn vị cũng đã tiến hành nhắc nhở công ty du lịch đã tổ chức đón đoàn khách nước ngoài nêu trên. Theo đó, khoảng 20:35 đêm ngày 13 tháng 5, một chuyến bay thuê bao xuất phát từ Tây An, Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh mang theo đoàn khách du lịch Trung Quốc. Khi nhóm người này đi qua khu vực làm thủ tục nhập cảnh, cơ quan chức năng đã phát hiện 14 trên 40 người trong đoàn mặc áo khoác ngoài in lấm chấm một số đảo không thể hiện rõ bản đồ. Nhưng khi ra khu vực bên ngoài, nhóm khách này đã cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo phông in bản đồ có hình lưỡi bò. Ngay lập tức, công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã yêu cầu những người này cởi bỏ áo in hình nêu trên. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Aladdin Việt Nam cho hay, đoàn bay từ thành phố Tây An, Trung Quốc về sân bay Cam Ranh để du lịch. Chúng tôi không biết những khách này mang theo áo in hình bản đồ nước này kèm ranh giới đường lưỡi bò. Sau khi làm việc với những người trong đoàn, khách Trung Quốc trình bày với công ty rằng họ đến một khu chợ tại Trung Quốc mua áo quần cho chuyến đi du lịch, thấy áo đẹp nên mua mặc cho đồng phục. Người đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Aladdin Việt Nam nói. Công ty này cho biết, sau sự việc đã yêu cầu khách cởi áo có bản đồ ra, đồng thời mang số áo này đến công an giao nộp. Người Trung Quốc tràn ra vùng ven Nha Trang. Ngày 4 tháng 4, Công an xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang cho biết, vừa mới phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh BA72. Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra phát hiện 13 người Trung Quốc đang sống ở một căn hộ nhưng chưa đăng ký lưu trú. Hành tung bí ẩn. Theo Công an xã Vĩnh Thạnh, nhóm người Trung Quốc này sinh sống từ trước Tết 2018 trong một căn hộ do một người Việt Nam đứng tên thuê. Do bất đồng ngôn ngữ nên khi kiểm tra, Công an xã Vĩnh Thạnh không biết những người này làm gì, ở theo diện nào nên đã báo cáo đến Công an thành phố Nha Trang. Sau khi Công an xã báo cáo, Công an thành phố Nha Trang cùng với BA72 kiểm tra căn hộ này, phát hiện có 13 người Trung Quốc có hộ chiếu du lịch chưa đăng ký lưu trú. Sau khi đoàn kiểm tra xử lý xong thì mới đăng ký lưu trú ở nhà nghỉ Ngọc Trang đối diện. Những người này cho biết đang làm việc tại cơ sở mua bán đá mỹ nghệ trên đường 23/10. Ông Huỳnh Văn, trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh cho biết, vào chiều 4 tháng 4, căn hộ này đã mọc thêm bảng nhà nghỉ Ngọc Trang và có nhiều người Trung Quốc thường xuyên ra vào. Theo ông Văn, đoàn kiểm tra cũng đến cơ sở kinh doanh đá mỹ nghệ Hoàng Gia ở đường 23/10. Cơ sở này mới mở, chuyên bán sản phẩm đá cho khách theo đoàn Trung Quốc. Khi có khách cơ sở mới mở cửa, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện Công an xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang cho biết, tại xã này cũng xuất hiện nhiều nhóm người Trung Quốc đăng ký thuê tại một số nhà nghỉ trên địa bàn. Tuy nhiên, lượng khách thường xuyên biến động nên chưa xác định cụ thể số người. Còn tại khu đô thị Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tình trạng người Trung Quốc thuê nhà nguyên căn cũng rất phổ biến. Một người dân sống ở đường Đặng Thị Kim cho biết, khu phố này trở thành phố Trung Quốc rồi. Chỉ còn một vài nhà không cho thuê. Họ ở đây rất kín tiếng, không ai biết làm gì, ở đâu. Khoảng 7 giờ sáng, họ đi từng đoàn ra đầu đường có ô tô đến chở. Chiều khoảng 17 đến 21 giờ thì về. Có khi đến 1 giờ sáng xe mới trở về. Họ sinh hoạt khép kín, phải đến tối mới có người ra khỏi nhà tập thể dục. Theo ông B, một người cho thuê căn hộ ở khu đô thị Phước Long, nhu cầu người Trung Quốc thuê phòng trọ rất lớn. Ông mới xây 30 phòng trọ thì có người Trung Quốc đến thuê với thời hạn 6 tháng, trả tiền một lần. Không biết họ làm gì.
nhưng rất kín tiếng, ít giao tiếp với người lạ. Quản lý lúng túng. Lãnh đạo công an xã Vĩnh Trung cho biết, do bất đồng ngôn ngữ, nên không trao đổi được với những khách trọ Trung Quốc. Nhà nghỉ thì được phép đăng ký lưu trú cho khách nước ngoài. Qua tìm hiểu được biết, họ thuê trọ để lách luật lao động, làm việc ở một số cơ sở tại trung tâm thành phố Nha Trang. Biết vậy thì báo lên cấp trên thôi, vị lãnh đạo này nói. Còn ông Huỳnh Văn cho rằng, những người này mang hộ chiếu du lịch thì phải ăn chơi, mua sắm, nhưng đằng này, lại ở nhà nghỉ cả tháng trời, như là ở luôn vậy. Tôi cho rằng, việc ở lại rồi đi làm ở các cơ sở trong trung tâm thành phố Nha Trang là vi phạm luật. Xã đang nghiên cứu để kiến nghị, trục xuất những người này, đặt vấn đề. Mặc dù đã đăng ký lưu trú, nhưng những người Trung Quốc này, cháo người, thì công an xã xử lý sao? Ông Văn nói, công an xã cũng chỉ có cách thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và báo lên cấp trên. Tương tự, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cũng cho biết, chỉ riêng xã Phước Đồng đã có 10 cửa hàng chuyên bán cho người Trung Quốc, trong đó có 3 cửa hàng đã bị đình chỉ vì không có giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra cũng phát hiện, một số người Trung Quốc đang làm việc nhưng họ mang hộ chiếu du lịch. Khi cửa hàng nghỉ thì họ về các nhà nghỉ, khách sạn để lưu trú. Ở Phước Đồng bây giờ nhà nghỉ san sát, không chỉ đại lộ Nguyễn Tất Thành, và cả trong các thôn, hẻm, cũng có nhà nghỉ. Nhà nghỉ mọc lên như vậy thì chủ yếu phục vụ nhân viên Trung Quốc của các cửa hàng, trừ khách nào ở đây, vị lãnh đạo trên nói. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho rằng, để chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lao động chui, cần phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Xuất nhập cảnh. Về phía thành phố, đã có văn bản yêu cầu công an thành phố rà soát lại tình trạng người nước ngoài lưu trú tại các địa phương, để quản lý chặt chẽ và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho rằng sở chỉ quản lý các trường hợp đã được cấp phép lao động. Các trường hợp khác như du lịch, thăm thân nhân, hiện đang tạm trú tại các địa phương, nghi ngờ làm việc chui, thì trách nhiệm thuộc công an và chính quyền địa phương. Công an viên theo dõi từng khu vực. Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an thành phố Nha Trang, nhìn nhận hiện nay, việc đăng ký trú ngụ khi du lịch đã được lực lượng chức năng hướng dẫn nhà nghỉ, khách sạn đăng ký qua mạng để thuận tiện cho việc quản lý. Còn ở các nhà dân, theo luật vẫn được phép, nhưng phải báo cáo cho công an phường, xã. Công an thành phố đã yêu cầu các xã bố trí công an viên phụ trách từng khu vực nhỏ để rà soát, kiểm tra, nếu có dấu hiệu bất thường thì báo cáo lên cấp trên để kịp thời xử lý. Thượng tá Kỳ cho biết. Người Trung Quốc được lái xe vào Việt Nam 180 km. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc cho phép thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cán bộ ngành liên quan tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long. Thời hạn thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12, sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổng hợp đánh giá báo cáo Thủ tướng. Bà Lương Thị Bớt, giám đốc công ty cổ phần du lịch Hòn Gai, đơn vị được giao thực hiện tour đặc biệt này cho biết, theo kế hoạch ban đầu, hàng tháng, mỗi bên được phép cho 300 xe dưới 9 chỗ ngồi vào sâu trong nội địa của nhau, mỗi chuyến xe đi khoảng 5 ngày. Phía Trung Quốc được phép lái xe vào Việt Nam 180 km tính từ cửa khẩu Mông Cái, còn phía Việt Nam được lái xe vào Trung Quốc 600 km theo lộ trình Đông Hưng, Phòng Thành, Nam Ninh, Quế Lâm. Bà Bích khẳng định việc cho phép cá nhân của người Trung Quốc và Việt Nam được đi sâu vào nội địa của nhau sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch rất lớn. Tuy nhiên, phải một tháng nữa mới chính thức khai trương dịch vụ này. Năm 2016, công ty cổ phần du lịch Hòn Gai từng được giao thực hiện thí điểm dịch vụ lái xe qua lại giữa thành phố Mông Cái và thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Sau khi chạy được vài chuyến, thì việc thí điểm này dừng hẳn cho đến nay. Thank you.
Thank you.